Tối 26 tháng 3, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cho hay, Thành hội Phật giáo Hải Phòng vừa quyết định kỷ luật khai trừ tỳ kheo Thích Bản Tịnh, thế danh Nguyễn Thành Đức ra khỏi tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Nhà tu hành Thích Bản Tịnh sinh năm 1982, quê quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, thường trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xuất gia tu học tại chùa An Biên, còn gọi là chùa Vẽn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Đăng ký tạm trú tại chùa Cô Sơn, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Nhà tu hành Thích Bản Tịnh bị kỷ luật khai trừ do đã vi phạm giới luật Phật chế và pháp luật nhà nước, làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của giáo hội. Mọi giấy tờ giáo hội đã cấp cho tỳ kheo Thích Bản Tịnh, thế danh Nguyễn Thành Đức từ năm 2013 đến nay đều bị thu hồi và hủy bỏ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng yêu cầu văn phòng ban trị sự thành phố, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Lê Chân, trụ trì chùa An Biên tức chùa Vẽn chịu trách nhiệm thu hồi pháp phục tu sĩ, chấn điệp thụ giới, chứng nhận tăng ni và các giấy tờ có liên quan đến tư cách tăng ni của ông Nguyễn Thành Đức. Kể từ khi bị khai trừ, tỳ kheo Thích Bản Tịnh, thế danh Nguyễn Thành Đức không còn là tu sĩ thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Mọi hoạt động ở đâu, xảy ra vụ việc gì không liên can đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Như báo Người Lao động đã đưa tin, trước đó Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã bắt quả tang Nguyễn Thành Đức có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình khởi tố tạm giam Nguyễn Thành Đức về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là nhà tu hành, có pháp danh là Thích Bản Tịnh, đang trụ trì chùa Cô Sơn tại thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, thuộc sự quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Ngày 10 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng đã có công văn đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng xác minh thông tin nhà sư nêu trên để phục vụ công tác điều tra. Theo thông tin từ Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Thành Đức pháp danh Thích Bản Tịnh là đệ tử của Thượng tọa Thích Tục Bách, trụ trì chùa Vẽn, phường Trại Câu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đã được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức giới đàn thọ giới tỳ kheo vào năm 2017. Từ tháng 4 năm 2021, được sự đồng ý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiên Lãng, ông Nguyễn Thành Đức về tạm trú sinh hoạt tôn giáo tại chùa Cô Sơn cho đến khi bị bắt. Trao đổi với báo Người Lao động, Thượng tọa Thích Tục Bách, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận Lê Chân, trụ trì chùa Vẽn, quận Lê Chân cho hay, năm 2012, Nguyễn Đức Thành có đến xin làm đệ tử của Thượng tọa Thích Tục Bách để có điều kiện học tập và tu tập tại Hải Phòng. Năm 2013, Thượng tọa Thích Tục Bách có làm hồ sơ và cầu giới sa di cho Nguyễn Thành Đức, pháp danh Thích Bản Tịnh. Năm 2016, Nguyễn Thành Đức tới sinh hoạt tại chùa Cô Sơn. Đến năm 2017, Nguyễn Thành Đức được thụ giới tỳ kheo tại đài giới đàn do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức. Thượng tọa Thích Tục Bách cho biết, từ khi được thụ giới tỳ kheo cho đến khi bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Thích Bản Tịnh không qua lại về chùa An Biên cũng như không thực hiện các nghi lễ cần thiết của đệ tử xuất gia đối với thầy nghiệp sư, tức Thượng tọa Thích Tục Bách. Trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2021, Thích Bản Tịnh đã tự ý đi du học tại Thái Lan hoặc sinh hoạt tôn giáo tại chùa Cô Sơn, cũng không báo cáo hay xin ý kiến từ thầy nghiệp sư. Việc nhà sư Thích Bản Tịnh sinh hoạt tôn giáo tại chùa Cô Sơn và bị cảnh sát bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy đều không liên quan gì tới nhà chùa và các tăng ni Phật tử khác.